Thu Trang rất hân hạnh được chào đón quý vị khán giả đã đến với kênh Cuộc Đời Giá Trị. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, cổ nhân đã dạy rằng, tướng do tâm sinh, phẩm hạnh và tính cách một người có thể nhìn ra được từ vẻ bề ngoài của họ. Hành vi là biểu hiện của nội tâm, quan sát hành vi của một người thì chúng ta sẽ biết được họa phúc của họ trong tương lai. Cổ nhân có nói, nhãn giới quyết định cảnh giới, ý nghĩ quyết định đường đi, tiểu tiết quyết định thành bại, tính cách quyết định vận mệnh. Một người đàn ông có được tướng phúc khí là điều vô cùng may mắn. Thế nhưng khi họ có được 4 phẩm chất dưới đây thì mới thực sự có thể trở thành một người đàn ông đại phú đại quý. Quý vị hãy cùng like, share và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những thông tin về triết lý nhân sinh các bạn nhé. 4 đặc điểm của người đàn ông có tướng đại phú, đại quý làm nên việc lớn. Thứ nhất, chí lớn. Người xưa xem một người có thể làm thành đại sự hay không thường xem xét ý chí của người đó như thế nào. Người đàn ông bình thường không có chí tiến thủ, thường thường là sống không có mục tiêu, nước chảy bèo trôi, gặp sao hay vậy. Trong gia đình, người đàn ông không có chí thì cảnh nhà không thịnh. Một người không có mục tiêu, không có kế hoạch, cả ngày nhàn rỗi thì tài vận không có. Khi đánh giá một người đàn ông, phụ nữ thông thường đều coi trọng nhất là tâm cầu tiến. Người đàn ông khi đánh giá một người đàn ông khác thông thường đều coi trọng nhất là chí hướng của anh ta. Cái chí của người đàn ông bao gồm khí chất và chí hướng hợp lại mà thành. Từ xưa đến nay, trong quan niệm của mỗi người thì đàn ông đều phải có mục tiêu sống, phải theo đuổi sự nghiệp. Để làm được sự nghiệp gì đi nữa, người ta đều không thể thiếu mất cái chí. Thân Cư Vân, một vị học giả của triều đại nhà Thanh từng nói, người đàn ông mà không có chí thì một việc làm cũng không thành. Chí chính là phương hướng của người đàn ông, còn khí là động lực của họ. Một người đàn ông có chí khí, tức là có phương hướng và có động lực. Một khi đã có phương hướng và động lực, thì lo gì không đạt được mục tiêu đã đề ra. Thứ hai, rộng lượng, bao dung. Cổ ngữ có câu, tể tướng đỗ lý năng sanh thuyền. Nghĩa là cái bụng của tể tướng rộng lớn đến mức có thể chèo được thuyền. Câu cổ ngữ ý nói, người muốn làm chức vị cao, muốn làm thành được việc lớn thì tấm lòng phải bao dung quảng đại. Người có tấm lòng bao dung càng lớn thì càng chịu được áp lực lớn. Cổ nhân cho rằng, vận mệnh thường ưu ái người có tâm thái tốt, cuộc sống của bất kỳ ai cũng vậy. Tuyệt đối sẽ không có thuận buồm xuôi gió mà luôn tràn ngập thách thức và áp lực. Trước khó khăn, áp lực mà có thể lạc quan, thản nhiên đối đãi thì đó đã là nền tảng vững chắc đi đến thành công. Người đàn ông có tâm thái như vậy nhất định có thể thành đại sự. Nam nhân rộng lượng bao nhiêu sẽ dễ dàng đạt được thành công bấy nhiêu. Cũng trở thành người cha tốt cho con cái noi theo. Thứ ba, quan tâm gia đình. Nam nhân trước tiên phải là người có trách nhiệm, biết chịu trách nhiệm, và điều này thể hiện trước tiên ở phương diện gia đình. Một người đàn ông quan tâm, yêu thương gia đình của chính mình thì gia đình sẽ hòa thuận. Một gia đình hòa thuận là nền tảng để có được tài phú. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Một người đàn ông không tu dưỡng tâm tính, không sửa sang cho nhà mình được chỉnh tề tốt đẹp thì sao có thể nói đến làm việc lớn, trị quốc, bình thiên hạ. Người đàn ông trong gia đình ngoài trách nhiệm quan tâm chăm sóc vợ con còn phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Trong gia đình, anh em hòa thuận cũng là điều vô cùng quan trọng. Một người có trách nhiệm mới có thể khiến người khác có cảm giác an tâm và tin cậy. Người như thế mới có thể khiến người khác nguyện ý kết giao, cơ hội mới đến càng nhiều. Trái lại,
một người mà ngay cả gia đình cũng bỏ bê, thì dựa vào đâu để được người khác tín nhiệm? Vận may làm sao có thể chiếu cố người như vậy được? Việc lớn làm sao có thể để cho người như vậy gánh vác? Thứ tư, không dễ dàng đầu hàng khó khăn. Mạnh Tử giảng, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Xưa nay, thành công không phải làm một lần mà đạt được. Người thành công không phải làm được ngay trong chốc lát, mà thường họ đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, cửa ải. Người có thể thành công, gây dựng được sự nghiệp đều là người không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn, chịu đựng được nỗi khổ về tâm trí và thể xác. Kính thưa quý vị, địa vị, tiền tài, danh vọng nhiều khi không phải là thứ đánh giá một người đàn ông có đáng được nể trọng trong xã hội hay không, mà người đàn ông được nể trọng thường có những phẩm chất dưới đây. Thứ nhất, nhân cách cao thượng. Nhân cách của con người được ví như vàng vậy, độ thuần càng cao thì phẩm vị càng cao. Không nói một người có trí tuệ cao bao nhiêu, thông minh như thế nào, năng lực lớn đến đâu, điều kiện hoàn cảnh tốt ra sao, nếu người ấy không hiểu cách làm người thì nhân phẩm sẽ kém cỏi. Một người có đạo đức thấp kém thì cuộc đời người ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, người khác cũng khó lòng tôn trọng. Một người đàn ông có nhân phẩm tốt nhất định là một người đàn ông tinh tế và thông minh. Họ làm việc theo đạo lý, nói chuyện có chừng mực, lấy nhu thắng cương, lặng lẽ giải quyết vấn đề. Họ sẽ biết nghĩ cho người khác, cảm thông với người khác, có tấm lòng đồng cảm. Vẻ đẹp của họ đến từ nội tâm, ngôn từ ấm áp, từ trong ra ngoài đều toát lên một vẻ đẹp cao quý khiến người khác phải nể trọng. Thứ hai, tướng mạo bất phàm. Tướng mạo bên ngoài là điều tạo ấn tượng đầu tiên đối với người khác. Cổ nhân rất coi trọng về tướng mạo, vẻ bề ngoài của một người. Nhưng vẻ bề ngoài trong mắt cổ nhân không phải lấy đẹp xấu luận anh hùng, mà là chú ý đến thần sắc, thần thái của khuôn mặt mới là đứng đầu. Thời Tam Quốc, có một lần khi Tào Tháo tiếp kiến sứ giả của dân tộc Hung Nô, cảm thấy bản thân mình dáng người thấp bé, tướng mạo không khôi ngô xuất chúng, cho nên đã lệnh cho Thôi Quý Khuê có tướng mạo cao lớn giả mạo chính mình. Bản thân Tào Tháo cầm một cây đao đứng bên cạnh. Lúc sứ giả Hung Nô ra về, Tào Tháo sai người hỏi sứ giả: "Người thấy Ngụy Vương thế nào?" Sứ giả trả lời: "Đại vương dung mạo đoan chính, cử chỉ nho nhã, nhưng người đứng bên cạnh cầm đao mới là anh hùng." Danh thần Tăng Quốc Phiên Triều Thanh từng nói: "Khí khái bất phàm thể hiện công danh của một người, tinh thần bất phàm thể hiện phú quý của một người." Bởi vậy, nếu muốn để lại ấn tượng tốt cho người khác, trước tiên, người đàn ông cần phải dưỡng tốt tinh khí thần. Thần thái của bản thân, tu dưỡng hành vi cử chỉ của bản thân một cách nghiêm khắc. Thứ ba, tính cách ôn hòa. Trong kịch dịch có viết rằng: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy lưu thấp, hỏa tựu táo." Nghĩa là những người và vật giống nhau thường thu hút lẫn nhau, nước chảy xuống thấp, lửa bén tới chỗ khô. Các sự vật cùng loại thì sẽ cảm ứng lẫn nhau. Con người cũng thế, có cùng tính cách thì dễ dàng hòa hợp với nhau. Một người có thể hòa hợp được với tất cả mọi người thì cần phải có tu dưỡng, tính khí ôn hòa, cẩn thận. Đúng như lời nói của cổ nhân: "Trông xa thấy trang nghiêm, đến gần thấy ôn hòa."
Có những người đàn ông tuy dung mạo chỉ bình thường, không có mấy điểm đặc biệt xuất chúng, nhưng lại có phẩm chất đặc biệt. Đó là tính cách lôi cuốn hấp dẫn, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, khiến cho người ta muốn tiếp cận. Khi tiếp xúc với những người như vậy, khiến đối phương cảm thấy giống như nghe được một khúc nhạc nhẹ nhàng, tựa như uống một ly trà nóng, hay ngắm được một đóa hoa đang nở, trong bất chi bất giác mà nội tâm được thản nhiên vui sướng. Thứ tư, thiện lương bác ái. Mạnh Tử có nói, bậc quân tử không có gì lớn lao hơn việc thiện đãi người. Thiện lương trong tâm chính là làm điều tốt, giúp đỡ mọi người. Người có tấm lòng thiện sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác và cho chính bản thân mình. Thiện lương ẩn chứa một loại sức mạnh tác động sâu sắc đến con người. Đối mặt với sự thiện lương thì hết thảy mọi thứ giả dối sẽ bị chùn bước. Chỉ có một thứ có thể mang ra để dùng, đó chính là sự tôn trọng. Thứ năm, khí phách lớn. Lòng dạ, khí phách cần phải rộng lớn, có lòng khoan hồng đại lượng, khoan thứ người khác cũng như khoan thứ bản thân. Nhất thiết không được so đo tính toán mà cần luôn khoan dung khi đối đãi với người. Biển hội tụ trăm sông, dung nạp hết thảy nên mới rộng lớn. Trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, người có thành tựu lớn trên đời đều có tấm lòng rộng mở. Có thể nhẫn nại thì mới xử lý tốt sự việc, có khoan dung thì đức mới lớn. Người tài đức không có đối thủ, nhưng chỗ nào tha thứ bỏ qua được cho người đều cố gắng tha thứ bỏ qua. Thế nên khi phách rộng lớn thì phúc cũng lớn theo, còn mưu mô sâu thì họa hoạn cũng sâu thêm. Thứ sáu, tâm ý vui vẻ. Tâm ý phải vui vẻ, không vui vẻ thì không thể vùng vẫy trong thế giới huyễn hóa này, cũng không thể kết thiện duyên rộng khắp được. Khổng Tử nói, căng mà không trùng thì văn võ không thể làm. Trùng mà không căng thì văn võ không làm. Một căng một trùng, đó chính là đạo của văn võ. Trong công việc, học tập cũng vậy, cần kết hợp lao động và nghỉ ngơi thì mới thu được hiệu quả kỳ diệu. Mỗi người chúng ta đều thích làm những sự việc mà chúng ta thích làm. Vậy nên cần phải học cách bồi dưỡng những hứng thú, sở thích của mình. Như thế, không chỉ có thể học được các tri thức ngoài công việc, làm phong phú đời sống bản thân, mà còn có thể nuôi dưỡng tình cảm. Bạn hy vọng mình có một sở trường, có một thành tựu, thì trước tiên phải bắt đầu từ bồi dưỡng hứng thú sở thích cá nhân. Thứ bảy, lời nói, hành động phải cẩn trọng. Cẩn thận với mỗi lời nói và hành vi, phải suy nghĩ, cân nhắc rồi mới phát biểu ngôn luận. Suy nghĩ, xem xét chu toàn rồi mới có hành động. Nhất thiết không được nói loạn, làm bừa. Làm việc lớn, nhất định phải có thủy, có chung. Suy nghĩ ba lần rồi mới hành động.